Tại trận đấu đầu tiên của Mẫn ở ABL thì Mẫn cảm thấy như thế nào sau cái chiến thắng rất lớn ngày hôm nay? Em cảm thấy rất là hào hứng và rất là phấn khích khi mà cả đồng đội cùng làm việc với nhau và đã giành được chiến thắng rất là đậm đà như vậy. Vậy thì hôm nay Mẫn đã chơi phòng thủ rất là tốt, mặc dù Warrior họ tấn công rất là mạnh. Vậy thì Mẫn cái bí quyết để mà Mẫn phòng thủ tốt như thế đó là tất cả mọi người cùng làm việc với nhau và cùng hiểu nhau, tại vì tụi em đã có một khoảng thời gian rất là dài để mà tập luyện cùng với nhau, để mà hiểu những cái chiến thuật từ huấn luyện viên, và bên cạnh đó bản thân em cũng đã cố gắng hết sức tập trung tất cả các bài tập. Bên cạnh đó những cái buổi tập ở trên sân thì em rất là cố gắng chăm chỉ tập luyện. Trước trận đấu thì huấn luyện viên có nói với mình biết về chiến thuật và với cái cách chơi của Warrior để mà mình có thể chế ngự được họ không? Trước trận đấu thì luôn luôn có những cái buổi phân tích các chiến thuật của những đội bạn. Thì hôm qua và cả hôm nay thì toàn đội đã được xem video clip và xem họ đánh như thế nào để mình có cái cách mình khắc phục được những cầu thủ giỏi tốt nhất của họ. Chẳng hạn như hai cầu thủ từ ABL trở về thì hai cầu thủ từ Mỹ trở về thì cả đội đã được học cách làm như thế nào để mà khắc chế được hai cầu thủ đó. Tất cả mọi người cùng làm việc với nhau, cùng khi sau khi họ ném được trái bóng thì tất cả mọi người cùng tập trung lại cản người và lấy được trái bóng cho bằng được. Chúc mừng bạn. Dạ.